clip nhiều ở cái bên tay đánh luôn cái bên tay hoặc là đánh cái bọn khủng bên tay hồi đấy. Hồi đấy người già có một người con gái nhá, là đánh kia mà tôi mình không bao giờ có thể gặp lại bạn kỳ dẻo bạn phải khỏe chặt chặt dưới vừa tung rồi đầu cũng vừa cao chặt 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 dưới đấy rất khó chịu người già không có trẻ không còn 40 thôi đi làm rồi ra đi mà đa số là mấy thằng mình chọc trời ở đây không có mặt nhảy được cũng đặt được mình được loại người mình nhảy lên ấy. Ở đấy ở đấy thân đấy tất cả đi ra còn một trẻ thì anh thì đang nhất thật một trẻ gọi tầm khỏe rồi có đánh đâu thì đánh thì cũng có hai cái quả đấy mà tầm này cái thằng sáu đánh thì nó thứ hai thằng thứ mốt đi làm cho viết nghiên cứu của cái việc tiếp theo thì nó chưa nguyên một chân thì thằng đấy sức nặng lắm cùng nó đánh đơn hay mà đánh đồ mua chuột đợt này đợt chưa đánh đơn đơn nó nhiều nên là mình chạy được tí cầu kiểu kiểu mình mua ba mươi nghìn rất là đắt nhưng mình cũng đặt thôi ừ. Họ đưa cho cái đội già là chơi cái đội già mình già cũ ấy 60 ấy mình họ chơi buổi sáng ừ. Chiều là đội khỏe đấy cái sân nó sân chơi sân sân cũ này già này buổi sáng này tầm 3 giờ chiều đến 5 giờ là cái đội top top hai từ 5 giờ đến 8 giờ là của anh của anh hết trẻ mấy ông đấy có hai ông giám đốc có rất nhiều tầm 32 tuổi giám đốc kinh cái tiền có đi ô tô đến nhá đi ô tô đến anh rất trẻ cái ông thì được rồi chung buồn để mời đi làm là giám đốc phải đi sự đi ông đang làm nhưng mà ông mới đi riêng đi để công ty chính thức kinh tế cũng có công ty để rồi đó vợ ông trong ba vợ ông hai đứa cần từng những cần 3-4 cái còn cái tôi đã mua chút đấy ông cứ chơi đâu muốn để ra cái vào có thể là cái người gạo của ai mình không chưa mình hoàn đã đặt cho này mình sử dụng cái gì còn lấy trăm thực sự cho nó gặp đấy ra lại đây cho anh bỏ là như thế cho anh mượn có mình có người từ mình mượn cái gì rồi cái đánh thì khoảng cho tôi là xe tô lên cho đấy thân nó không rõ cầu nổ không nổ to hơn cái nhà mà cái người sợ không bao giờ được đến tháng sau anh đưa anh tiền về hôm trước hai anh đi tìm phòng trọ cái anh ở giờ giáo tìm phòng trọ không biết sao cái lần này đi chơi đâu mấy gác cả mấy hôm tìm mày tìm quên đây chơi không đến nhà tham ở mấy ông có quyền chọn một số ông đến thì mình không thoải mái được kiểu mình quen biết là mình thực sự cái thứ mình có mình còn mình làm mình còn to
Nhưng mà thằng này thì cháu cao to mà. Thứ bảy anh chỉ có một ông to với tám mấy đập nặng quá, nhưng mà đánh nó gọi trung hòa ấy. Em thấy ông ấy chẳng bao giờ cho thằng ấy gần bản 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 gần để tôi thấy nó trung hòa. Nếu mua hàng mua các dụng cụ thể thao ra quán ông đấy mua giá cũng giá hợp lý nhất, bình thường khá được nhiều. Lâu lắm rồi em có mua gà có lông rồi đó. Anh nghĩ là anh tên một cái thể tức là
Đấy, nhưng mà mọi người kia nhắc bảo đưa giấy chú không ạ?